Hello, xin chào anh em nha. Thì bây giờ mình lấy dầu cá ra mình uống. Thì mình sử dụng cái loại omega 3 này. Chẳng biết có anh em nào thắc mắc là tại sao mập rồi mà còn còn xài chất béo omega 3 nữa. Thì anh em mà suy nghĩ vậy là sai lầm nha anh em. Thì thường á là thường là dân tập gym như mình á là mình sẽ hạn chế tuyệt đối luôn, hạn chế càng nhiều càng tốt. Có thể nói là hạn chế tối đa cái lượng chất béo mà từ thức ăn tự nhiên nạp vào á, giống như là những cái chất béo từ động vật này kia á, thì đó là những cái chất béo xấu thì mình không nên nạp vô. Nhưng mà mình vẫn phải sử dụng chất béo tốt từ omega 3 nha anh em. Mình thì mình lấy cái chất béo từ cái nguồn khác, là mình lấy từ omega 3. Thì anh em cũng biết là cái cơ thể mà để cơ thể mình để mà sống, để mà duy trì được cái sự sống thì nó cần phải có chất béo thì mới sống được nha anh em. Chứ không thể nào mà sống mà thiếu chất béo được. Thì mình lựa chọn cái loại chất béo này để mình dùng. Thì cái loại này là cái loại của hàng Z Nutrition, cái hàng mới của bên cái hãng mà Z Nutrition đó anh em. Thì cái loại này á, tại sao mình lại lựa chọn cái loại này? Cái loại này là anh em biết sao nó được cái là một liều dùng của nó là một viên này. Thường bây giờ nó có rất là nhiều loại omega 3, thì có những cái loại omega 3 thì anh em phải dùng, ví dụ như là một liều là phải 2 viên, ngày uống 2 viên, nhưng mà cái loại này thì một liều là 1 viên à. Tại vì bây giờ nó nhiều loại để mình uống, vitamin này kia tùm lum, thì mình nhiều khi mình cũng hay quên uống, cho nên là thôi cứ lấy cái loại mà sử dụng một lần một trong ngày cho nó xong, chứ nhiều quá mình cũng nhiều khi mình cũng hay quên không nhớ đâu. Với lại cái loại này anh em biết sao nó được cái là nó có thêm cái thằng đâu rồi, nó có cái lớp enteric coating nha anh em. Thì cái đó là để mà nó giúp cho cái sản phẩm này nó hấp thu vào cái cơ thể mình tốt hơn, với lại nó ngăn được cái vị dầu cá anh em. Thường cái dầu cá thì nó hay có cái vị tanh của cá, thì cái này nó giúp cho cái vị tanh nó bị hạn chế hơn, thì mình dùng cái loại này nó sẽ ổn hơn. Thì đều là hàng của hàng mất shop nè anh em, tem đầy đủ thấy không. Hộp này giá cũng hơi cao nha anh em. Thì nếu mà anh em nào mà thấy giá cao thì mình có thể dùng cái loại omega 3 của hàng Otrovit á. Thì omega 3 của Otrovit thì mình thấy giá nó cũng ổn á, nhưng mà cái liều lượng, cái hàm lượng nó không cao nha anh em. Cái hàng này hàm lượng của nó rất là cao luôn. Cái EPA của nó là 400mg nha. Còn cái hàng DHA nó là 300mg. Thì thường những cái loại dầu cá kia thì nó sẽ thấp hơn. Như dầu cá của omega 3 của hàng Otrovit hoặc là D3K2 á, thì ngay cả hàng omega 3 D3K2 của Otrovit á, thì cái hàng D3K2 mà omega 3 D3K2 này nè, cái hàm lượng của nó cũng không cao bằng cái hàng này được. Tại vì cái EPA con này có 330, còn này EPA con này tới 400 lận. DHA này 300 mà DHA con này có 220 nó thấp hơn. Thì mình dùng cái loại này cho nó ổn. Mình không xài cái loại này. Tại sao cái này nó có D3K2 mà mình không xài? Tại vì mình có dùng D3K2 vitamin tổng hợp, vitamin riêng rồi, có D3K2 kẽm mà sắt magie đó, thì mình xài cái loại đó rồi. Còn cái loại này thì thôi mình không xài, nó dư D3K2. Một ngày mình cần khoảng 4-5 ngàn EU đó, ok, không cần phải nhiều đâu. Tại vì ban ngày mình còn phải đi ra ngoài tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, nó đủ kiểu hết, cho nên là mình cũng không cần thiết phải nạp cho nó nhiều D3K2 làm gì. Là cái viên này nó nè, không có mùi tanh nha anh em. Như nãy mình nói là cái viên dầu cá này nó sẽ không có mùi tanh. Mà nó hơi có vị đắng nhẹ nhẹ xíu, hơi đắng nhẹ nhẹ xíu. Không sao, thì cái này mình một là nút chậm luôn, hai là mình uống với nước thì nó rất là dễ tiêu hóa. Tại vì nó có cái lớp enteric coating đó thì nó dễ tiêu hóa lắm. Xong rồi đó, ngày một viên là ok. Thì hôm nay chỉ làm video ngắn và chia sẻ với anh em thôi. Anh em nào cần thì liên hệ mình nha, báo giá với anh em. Rồi có gì mà anh em thắc mắc thì cứ liên hệ mình. Mình vẫn để Zalo bên trên góc màn hình với lại đường link thuốc, mình để bên dưới cái phần mô tả video nha. Chào anh em nha.
cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Bye bye.